Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với chuỗi vlog về ngành nail cùng với T-Spa. Thảo Lê rất hân hạnh mời đến đây có anh Châu Lâm. Được biết anh Châu Lâm là một trong những founder thành công trong lĩnh vực Long, đặc biệt là công ty Long Direct có trụ sở tại Cali và cũng có luôn văn phòng đại diện tại thành phố Houston ngay trên đường Bel Air. Em rất là cảm ơn anh vì nhân dịp anh có chuyến công tác đến với Houston thì đã đồng ý và tham gia cái chương trình vlog cùng với em. Có nhiều cái vấn đề xoay quanh khi mà chúng ta mua nhà, đặc biệt là quý anh chị trong mình làm trong lĩnh vực ngành nail, mình có cái thu nhập mà gọi là không có ổn định. Có những mùa thì income mình rất là cao và có những mùa thì income mình thấp hơn. Như vậy thì đôi khi mình mua nhà nó có chút khó khăn. Anh có thể giúp em giải thích vấn đề này được không anh? Được. Cảm ơn Thảo rất nhiều đã cho anh cơ hội để hợp tác với em bữa nay. Thì trong cái ngành mà nail hoặc là những người mà làm business ở ngoài thì cái lương căn bản người ta không có, giống như là người ta không có cái W2, người ta không có paycheck hàng tuần. Trường hợp đó thì mình có những cái chương trình để giúp người ta là những chương trình Mỹ cái bằng self-employed và làm cho tư nhân. Thì mình có cái chương trình đó không cần chứng minh thuế, không cần đưa hai bộ thuế, không cần đưa W2, không cần đưa paycheck stub, vẫn làm luôn được như thường. Mình chỉ cần cái điều kiện là người ta phải làm trong ngành 2 năm trở lên và người ta có cái nguồn thu nhập vô trong bank thì mình xài cái bank statement của người ta để mình xem coi cái tiền của người ta đem vào bao nhiêu hàng tháng. Cho em hỏi lại là anh cần là cái người đó ít nhất phải làm trong một cái công ty hoặc một cái lĩnh vực nào đó là ít nhất 2 năm. Cái căn bản làm luôn lúc nào cũng vậy, cái công việc của mình phải trên 2 năm. Bất cứ công việc nào mình phải làm trên 2 năm. Tất nhiên là có bằng trên 2 năm hoặc mình mở tiệm trên 2 năm thì mới được. Ví dụ như em đi làm nail, vậy thì em làm tiệm tiệm A đi, nhưng mà em làm đó mới có 1 năm, em qua tiệm B em làm 1 năm khác, vậy có tính là 2 năm không anh? Vẫn được như thường, nó tính theo cái license của em. Tại vì cái lúc nào cũng vậy, qua tiệm A hoặc tiệm B thì em cũng là làm theo tư nhân. Em làm em mới có tiền, em mới có commission. Đó. Thì lúc nào nó cũng tính như vậy, 2 năm. Chỉ cần mình còn cái mình làm việc bằng cái nail license của mình, bất cứ mình làm ở đâu, thành phố nào hay là làm bao nhiêu tiệm thì nghĩa sao làm 2 năm. Đúng. Và mình có cái thu nhập trong 2 năm đó trong nhà băng của mình. Như vậy ha. Hai điều kiện đó là anh có thể giúp họ để mà có cái loan mua được cái nhà. Chính xác. Tại vì em biết đa số đó mình làm tư nhân đó thì mình cái thu nhập mình cao lắm. Thí dụ bây giờ em có cái tiệm nail thì năm một tháng có thể đem vô 100 ngàn. Nó nói một cái thí dụ, nhưng mà lúc mà mình trừ những cái expense thì nó xuống rất là thấp để mà mình qualify. Thì nếu mà coi bộ thuế thì nó không đủ income. Thì coi cái thu nhập người ta đem vào đó thì mới qualify cho người ta. Cảm ơn anh. Như vậy thí dụ như bây giờ em chuẩn bị em mua một cái nhà thì em cũng không có đủ để mà mình trả hết và cũng không nên trả hết, đúng không anh? Đúng rồi. Thì mình nên chuẩn bị giấy tờ hay là cái gì để bắt đầu mình apply vào cái loan bên anh? Cái điều quan trọng nhất đó là trước khi đi mua nhà, cái tiền down payment là cái tiền mình đã đặt cọc xuống để mà down payment cho cái loan đó. Mình phải có trong nhà băng ít nhất là 2 tháng, 60 ngày. Thì cái đó là thường thường đó, người Việt mình là lũng củng nhất là tại từng tiền mặt nhiều. Nếu tiền mặt ở ngoài nên bỏ vào trước khi đi mua. Mình cũng không phải là bây giờ mà em ví dụ em muốn mua, em cũng không thể nào bỏ vô một lượt. Người ta cũng không có tính như vậy. Em có thể bỏ một lượt nhưng mà em phải chờ 2 tháng sau. 2 tháng sau hai tháng sau mới được quyền xài đó. Có nghĩa là họ cũng coi chứ không phải là hôm nay mình bỏ tuần sau mình có thể dùng cái không, tiền đó. Không được, nó sẽ hỏi từ đâu đến. Tất nhiên là mình kêu danh từ là mình kêu cái tiền mattress money đó là mình để đâu mà không bỏ vào nhà băng đó thì nó không cho xài. Ví dụ như anh chị có tiền để dành trước giờ thì nhưng mà mình không có bỏ vào nhà băng thì cái tiền tiết kiệm đó mà mình dự định mình sẽ mua nhà thì nên bỏ trước vào ít nhất là 2 tháng. Chính xác. Rồi nếu mà lâu hơn thì tốt hơn, đúng không? Lâu hơn thì tốt hơn. Dạ. Mình bỏ trước sau đó sau 2 tháng thì mình mới bắt đầu mình bắt đầu apply để họ thấy cái tiền đó. Nhưng mà cái gì ạ? Xin phép cho tôi bổ thêm. Có những trường hợp mà em mua nhà mới thì nhà mới có thể 6 tháng hoặc là 1 năm nó mới xong. Thì những trường hợp đó mình khoan quan tâm tới, tại vì mình ký contract rồi đó thì em có thời gian để em bỏ vào. Mua nhà cũ thì mình phải đóng trong vòng 30 ngày thì cái đó không kịp. Đúng rồi, nhà thì nó cũng có rất là nhiều loại. Ví dụ giống như là nhà đã có sẵn rồi, phải bây giờ thì nhất là ở thị trường Houston, San Antonio, Austin thì không còn nhà nhiều để bán thì bắt đầu em thấy là bill mới em bán rất nhiều. Thì nếu mà nhà mới thì mình không có phải lo lắng nhiều, mình có thời gian rộng, tại vì bill bbây giờ cũng phải tốn thời gian lâu. Đúng rồi, bill bây giờ ít nhất là 6 tháng lâu. Tới 12 tháng mới xong.
Cái này á, hồi nãy anh chỉ nhắc là chỉ cần có tiền trong nhà băng trong vòng 2 năm, chỉ cần phải làm cái công việc của mình trong ngành của mình 2 năm, không check credit hả anh? Credit có check nhưng mà check credit thấp cũng không sao. Có nghĩa là credit không tốt hay là thấp hay là bad credit cũng có thể được hả anh? Credit thì nó có nhiều cơ hội. Thấp á, thì tiền lợi nó sẽ cao. Dạ. Thì không ai muốn tiền lợi cao hết. Dạ. Thì nhưng mà nếu mà trường hợp thấp đó, mình có thể mình chỉ người ta cách để người ta sửa lại. Dạ. Có thể là người ta xài credit nhiều quá, có thể là người ta bị collection, dạ, bị bankruptcy, thì mình có cách mình chữa như cái đó. Dạ. Nếu mà những trường hợp mà nặng quá đó, thì mình phải có những công ty nó chuyên môn sửa chữa cái credit. Còn nhẹ nhàng thì bên anh có thể giúp được. Thời gian mình sửa thường kéo dài bao lâu? Cái cây mà tệ nhất đó, mà tệ nhất là 6 tháng. Tệ nhất là 6 tháng là bankruptcy, foreclosure, dạ, hay là bị tịch thu xe. Dạ. Thường thường trung bình đó, sửa chừng 30 ngày tới 45 ngày thì có nhiều người ta có bị collection, người ta có thể cái nợ cao quá thì nó, dạ, người ta trả bớt xuống thì có thể cái điểm nó lên. Dạ. Thì trung bình không có tệ thì cỡ khoảng 45 ngày ok. Dạ, vậy là em thấy nhanh lắm á. Uh-huh. Thật sự là em thấy rất là nhanh, tại vì cái này là cá nhân em thôi, đôi khi không phải là mình không trả tiền credit hay là mình bị một cái gì đó mà đến nỗi vô collection, mà ngay cả vấn đề mình trả trễ nó cũng ảnh hưởng đến cái điểm của mình nha. Hoặc là cùng một lúc mà mình mở quá nhiều cái thẻ credit card, tại mình đi shopping á, đôi khi phụ nữ em biết, ngay cả em cũng vậy, mình vô mấy cái mall thì họ kêu apply để discount, đôi khi mình mở nhiều quá nó cũng ảnh hưởng, tại vì cùng một lúc mở liên tục thì nó cũng ảnh hưởng tới cái điểm của mình. À, hoặc là mình mới mua cái xe đi mà bây giờ chuyển qua mua cái nhà nó cũng chưa chắc là cái good, tại vì còn đang một cái loan lớn. Thì những cái phần này thì phía bên loan và rep của anh Châu là có thể giúp anh chị để mà mình xem lại cái hồ sơ credit của mình làm sao để mà mình fit tốt nhất và nhanh nhất. Thì anh nói trường hợp mà xấu nhất là bankruptcy thì cũng đã có 6 tháng thôi. 6 tháng mình chữa được. Nếu mà mua nhà mới thì 6 tháng không là gì hết. Đúng rồi. Chờ được rất là nhanh. Chờ được. Dạ. Anh Châu cho em hỏi là cái vấn đề tiền lời á, thì mình có một cái range nào nhất định không, hay là nó sẽ lên xuống tùy theo? Mua nhà thì em có 3 điều kiện. Điều, dạ, kiện thứ nhất là cái income của mình chứng, dạ, minh được bằng trên thuế hay là mình không chứng minh được thuế. Dạ. Credit tốt hay xấu. Dạ. Cái down payment bao nhiêu, dạ, lên xuống, thì 3 điều kiện nó sẽ giúp cho tiền lời tốt. Nếu mà mọi việc tốt hết thì tiền lời bữa nay dưới 3%. Dạ. Nếu mà mình yếu tố, thí dụ một cái gì nó yếu đó thì tiền lời nó phải lên. À, thì tùy theo cái trường hợp của mình. Dạ. À, nói về tiền lời nó tùy theo mỗi cái trường hợp nó khác nhau. Dạ. Anh Châu, trước khi mà cái video này mình kết thúc á, thì cho em hỏi là anh có thể cho mọi người, đặc biệt là người xem ở Houston biết là cái văn phòng đại diện của Loan Direct ở Houston là chính xác là địa chỉ nào không anh? Hiện tại bây giờ văn phòng ở cái khu ITC là International Trade Center, dạ, ở trên đường Bel Air. Dạ. Thì anh có người represent ở đây. Dạ. Anh Nghiệp thì anh Nghiệp sẽ có thể gặp người khách ở nhà hay là chỗ cơ sở người ta làm ăn. Dạ. Quý anh chị ở Houston thì chắc quý anh chị biết cái shopping mà lớn là Lee Sandwich. Thì kế Lee Sandwich đó, thì em nhớ là có một cái nguyên cái shopping mà cái khu đó gọi là nó có một cái văn phòng như là báo chí á, báo của người Tàu, báo của người Tàu á, thì trong đó là Loan Direct là có cái cơ sở đó. Thì quý anh chị mà có thắc mắc cũng như là đang có tìm hiểu coi mình nên loan hoặc là cần sửa điểm credit như thế nào để mua nhà, thì quý anh chị đến hoặc là liên hệ với anh Châu để mà có nhiều cái thông tin hữu ích mà tư vấn cho chúng ta ha. Cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Thì video đầu tiên về loan cá nhân thì anh cho em rất là nhiều thông tin cơ bản nhất. Tại vì em biết là loan thì mỗi người sẽ là một cái trường hợp riêng biệt. Tuy nhiên á, nếu mà quý anh chị có cần những cái gì mà hơi khó thì cứ đến với anh Châu để mà mình tham khảo. Cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu đến với chương trình của T-Spa ngày hôm nay. Cảm ơn Thảo. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.